ai nữ Dương Lâm tái hiện biểu cảm gây bão, ánh mắt uất hận từ trường học đến bệnh viện, nét mặt hài hước làm dân tình cưng xỉu. Vũ kìa. Làm gì nói gì, tao quýnh đó nha, quýnh đó nha. Bé Bảo Ngọc đích thị là bản sao hoàn hảo của Lê Dương Bảo Lâm, khi giống ba từ ngoại hình tới tính cách hài hước. Cô bé sao y bản chính biểu cảm đầy xấu sắc của nam diễn viên, khiến fan cười ngất vì quá đáng yêu. Lê Dương Bảo Lâm gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tính tình hài hước và tổ ấm viên mãn với vợ cùng ba người con kháo khỉnh. Đặc biệt ngốc thì Bảo Ngọc của nam diễn viên hài, sở hữu lượng người hâm mộ khủng không kém gì ba bởi sự đáng yêu, hài hước được di truyền từ đấng sinh thành. Trên trang cá nhân, Lee Minh Ho Đồng Nai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cười ngất của cô bé, khiến dân tình không khỏi chú ý. Khán giả nhiều lần phải trầm trồ trước loại biểu cảm đáng yêu của ngốc thị. Cụ thể Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả thích thú khi khoe loạt ảnh cưng xỉu của con gái thứ hai bé Bảo Ngọc trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh mà Lee Minh Ho Đồng Nai đăng tải, nhóc thì liên tục có hành động hài hước cùng ánh mắt xéo sắc lườm quýt y tá tại bệnh viện. Đặc biệt nam diễn viên hài còn viết dòng chú thích vui nhộn đính kèm ảnh rằng: định chích con hả, nhà vô kiếm ăn còn dữ lắm à nha, gia đình Bảo Lâm xin lỗi cô y tá nha, quỳnh quỳnh sao em không dặn con trước. Có vẻ như Bảo Ngọc không thích đến bệnh viện nên đã có biểu cảm hờn cả thế giới. Nam diễn viên hài cũng bày tỏ lời xin lỗi với cô y tá vì gây rượu trót trưng ánh mắt uất hận với mọi người. Cô bé đã chứng tỏ mình đích thực là truyền nhân của ba khi sở hữu biểu cảm rất phong phú, ra vẻ người lớn. Ánh mắt uất hận đầy đáng yêu của bé Bảo Ngọc khiến nam diễn viên hài cùng bà xã Quỳnh Quỳnh phải chào thua. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Bảo Ngọc khiến khán giả thích thú bởi những biểu cảm hài hước. Trước đó cô bé nhiều lần khiến khán giả cười ngất khi trưng vẻ mặt cùng ánh mắt sắc lẹm như thể có mùi tanh uất hận trong người, được thừa hưởng từ người ba hài hước có tiếng của showbiz Việt. Bé Bảo Ngọc không chỉ có gương mặt đôi môi sâu y bản chính từ ba mà ngay cả tính cách sơ hở là cọc cũng giống nam diễn viên hài Đồng Nai, chuẩn cha nào con nấy. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần khiến người hâm mộ cười xỉu ấp xỉu đau bởi biểu cảm lườm quýt đầy xéo sắc. Trước đó bé Bảo Ngọc lại một lần nữa khiến dân tình phát cuồng khi trên cái nết uất hận y chang Lê Dương Bảo Lâm khi dám đại chiến với cả trợ lý của ba mẹ. Đặc biệt cả hai chú cháu còn dùng biểu cảm hờn cả thế giới khi nhìn nhau và nhận được phản ứng tích cực của khán giả. Lê Dương Bảo Lâm cũng từng chia sẻ hình ảnh hài hước của Bảo Ngọc khi đi học, nhóc thì không ngừng lườm quýt bạn bè xung quanh, biểu cảm giống hệt bản sao người ba nổi tiếng. Hình ảnh của em gái khác hẳn hoàn toàn với sự dịu dàng của chị hai Bảo Nhi bên cạnh. Nam diễn viên từng phải lên bài thanh minh cho con gái vì hành động hay lườm quýt bạn bè. Lê Dương Bảo Lâm đăng tải trên trang cá nhân rằng: góc đến chính, mấy hôm nay team qua đường bắt gặp con liếc người này lườm người kia, rồi báo chí lên bài nói con uất hận giống ba, xin đính chính như sau: con hơi lé kim nên nhìn có cảm giác liếc, học chung mà chị hai hiền quá nên con giả bộ liếc cho mấy bạn xung quanh đừng đụng vào, khi cảm giác an toàn rồi lại rút vào đùi chị hai ngủ thôi, đừng ai nói con dữ nữa. Con gái thứ hai của Lê Dương Bảo Lâm được khán giả yêu mến với hình ảnh đáng yêu, đôi lúc ra vẻ cục súc hài hước. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhóc tì đã biểu hiện là thánh biểu cảm, hứa hẹn nối nghiệp người ba nổi tiếng. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ loạt hình ảnh đáng yêu của con gái Bảo Ngọc khi đi học, không còn mắt uất hận giống ba và lườm quýt bạn bè. Nhóc tì có biểu cảm dễ thương, chu môi thương hiệu để tạo dáng chụp ảnh. Dấu vậy cô bé vẫn bị nam diễn viên tranh thủ dìm hàng. Trong khi chị gái Bảo Nhi càng lớn càng chững chạc và ngoan ngoãn thì bé Bảo Ngọc lại tinh nghịch và thừa hưởng sang tấu hài trứ danh của người ba nổi tiếng. Theo chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, anh không cần con gái học giỏi mà chỉ cần chúng khỏe mạnh và trở thành người tử tế sống tốt với mọi người xung quanh. Dân tình có thể thấy rằng biểu cảm cùng ánh mắt hơn cả thế giới của bé Bảo Ngọc nhà Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh nhận được sự yêu mến của khán giả. Đáng chú ý, dù trước biểu cảm xấu sắc là thế nhưng ái nữ thứ hai của Lee Minh Ho Đồng Nai là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết nghe lời ba mẹ.